Nhà vườn Minh Khôi xin chia sẻ cái lô ghép rẻ ghép Trùng Khánh cho các bác xem nhé. Đây là nó đã ra hoa rồi ạ. Bắt đầu nó ra hoa rồi các bác nhé. Ngoài rẻ ghép Trùng Khánh ra thì em còn có rất nhiều loại rẻ khác ạ. Rẻ ghép nên nó ra rất ra hoa nhé. Nó ra hoa bói đây các bác nhé. Tôi quay gần cho các bác xem. Nó ra cái là ra hoa luôn nhé. Bên em không bán hàng kém chất lượng nhé. Ngoài rẻ ghép Trùng Khánh ra thì em còn có rẻ nếp Sapa và rẻ Trùng Khánh chùm nhé. Đây là lô rẻ ghép Cao Bằng đấy ạ. Quả rất sai luôn ạ. Ghép bắt đầu có hoa đây các bác nhé. Mùa này bắt đầu có hoa này. Đấy. Cây bé là tuy nhiên cây bé này không để hoa quả nhé, để trồng sau 1-2 năm thì mới để quả. Ngoài rẻ ghép Cao Bằng ra thì em còn rẻ ghép Sapa và rẻ ghép Trùng Khánh ạ. Các bác mua loại rẻ nào thì alo cho em số trên màn hình ạ. Bên em nói không với hàng kém chất lượng ạ. Đây cây nào cũng có hoa này các bác nhé. Cây nào cũng ra hoa nhé, ra lộc là ra hoa luôn ạ. Mùa này ra hoa nhé các bác nhé. Nhưng tuy nhiên cây nhỏ này mình không để quả. Không để quả nhé các bác nhé. Nó ra mỗi một lõn lộc là ra hoa luôn ạ. Em cho xem các bác xem này. Nhưng mà cây nhỏ nên mình không để hoa. Ngoài rẻ ghép Cao Bằng ra thì em có loại rẻ ghép Sapa và rẻ ghép Trùng Khánh nhé. Các bác mua loại nào thì alo cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha Trấn Như Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Bên em mình có rất đủ các loại cây quả, cây gì em có ạ. Các bác mua loại gì thì alo cho em nhé. Số lượng thì vô tư nhé. Các bác đặt càng nhiều em càng thích ạ. Các bác không đến được vườn thì em ship nhé, ship toàn quốc ạ. Ngoài rẻ ra thì em cây gì em có nhé các bác nhé. Đã gọi là cây ghép thì nó phải là cây ghép ạ. Có mắt ghép ạ và có hoa nhé các bác nhé. Mùa này bắt đầu rất nhiều hoa. Hoa của nó đây ạ. Ngoài cây ghép ra thì em có cả cây thực sinh nhé. Ưu điểm của cây thực sinh thì nó là thẳng, nhưng nhược điểm của nó là lâu có quả. Nên các bác trồng cây ghép này ạ, rẻ ghép chùm đấy ạ. Quả to nhé. Quả to và ăn bở nhé, ngon nhé. Nếu mà nói về rẻ ghép Cao Bằng thì là ok nhất trong các loại. Rẻ ghép Cao Bằng là một trong những giống rẻ năng suất chất lượng rất cao đấy. Cây bé như này đã có hoa các bác nhé. Ghép nhỏ này đã có hoa có quả rồi ạ. Ngoài rẻ ghép ra thì em còn rất nhiều cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh quan khác ạ. Các bác mua cây gì thì alo cho em số trên màn hình nhé. Các bác mua trồng cây thì mua ở những cơ sở có uy tín ạ. Đây là rẻ ghép Cao Bằng ạ. Đang có hoa trái, nhưng mà với điều kiện là cây nhỏ thì mình không nên để nhé. Trồng để biết thôi, chất lượng thôi ạ. Như bên em này ghép là 100% nó ra hoa nhé. 100% là cây cũng bắt đầu có hoa luôn, đẩy lộc nó có hoa, mùa này đang có hoa đấy ạ. Nhưng tuy nhiên là mình không để lên để hoa. Đây các bác xem là cây nào cũng có hoa luôn nhé. Ngoài rẻ ghép ra thì em còn có đủ các loại cây công trình, cây bóng mát, cây cảnh quan ạ. Các bác mua cây nào thì alo cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ, địa chỉ khu 31 ha Trấn Như Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài rẻ ra thì em còn đủ các loại cây ăn quả, cây công trình, cây bóng mát ạ. Cây gì em có ạ. Các bác xem kỹ nhá. Cứ có lộc là có hoa luôn ạ. Mùa này bắt đầu có hoa rất nhiều luôn ạ. Hoa của nó dài đây. Hoa dài như này thì mới là chùm dài ạ. Hoa của nó dài như này mới là chùm dài nhé các bác nhé. Còn nếu mà có loại rẻ mà Phú Thọ là hoa nó ngắn ạ, nó không có quả mấy đâu ạ. Các bác lên trồng rẻ Cao Bằng này nhá. Ngoài rẻ Cao Bằng ra thì em còn rất nhiều các loại cây khác ạ. Cây ăn quả, cây gì em có nhé. Bên em nói không với hàng kém chất lượng nhé. Ngoài rẻ Cao Bằng ra thì em còn rất nhiều loại khác ạ. Bác mua cây gì thì alo cho em số trên màn hình ạ. Em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ. Địa chỉ khu 31 ha Trấn Như Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài rẻ ghép Cao Bằng ra thì em còn các loại rẻ Sapa và rẻ Trùng Khánh ạ, nhập khẩu ạ. Các bác mua loại nào thì alo cho em nhé. Bên em không bán hàng để nhé. Nhưng các bác yên tâm khi mua của bên em ạ. Có chính sách bảo hành rõ ràng ạ. Bên em nói không với hàng kém chất lượng nhé. Em thì cây gì cũng có ạ. Các bác mua cây gì thì cứ alo cho em số trên màn hình nhé. Em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Minh Khôi ạ. Địa chỉ khu 31 ha Trấn Như Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội. Các bác không đến vườn thì em ship nhé. Ngoài rẻ ra thì em còn rất nhiều cây bóng mát, cây công trình, cây cảnh quan khác ạ. Đây là lô rẻ ghép đã có hoa rồi các bác nhé. Nó cứ ra lộc là ra hoa, hoa rất dài luôn, là hoa chùm ạ. Các bác mua thì alo cho em nhé. Đây là hoa đấy ạ, hoa rất dài luôn ạ. Ngoài giống rẻ ghép này ra thì em còn giống nhiều các giống cây khác ạ. Cây công trình, cây cảnh quan, cây bóng mát ạ. Các bác mua thì alo cho em xuống trên màn hình nhá. Rẻ bắt đầu, rẻ ghép là nó bắt đầu có hoa, tuy nhiên là mình sẽ không để quả để mình sẽ biết thôi ạ. Cây nào cũng có hoa đây các bác nhé. Đấy, hoa của nó rất dài luôn, hoa dài thì chùm mới dài ạ. Ngoài rẻ ghép ra thì em còn rất nhiều các cây bóng mát, cây cảnh quan khác ạ. Các bác mua đây để ý nhá, mùa này nó bắt đầu có hoa nữa. Các con mua kênh nào cũng được, nhưng mà mùa này phải là cây có hoa nhá, cây nào cũng hoa nhá. Và có thể nó sắp tàn rồi nhưng mà mình nhìn cái cuống hoa này mình biết nhá. Mình mua ở những nhà vườn có uy tín ấy, đừng mua ở cái nhà vườn nó không uy tín, nên là các bác trồng là sẽ nhầm lẫn giống và cây ạ. Người ta sẽ lừa cho từ cái loại hạt sang cây ghép ạ, vì cây hạt nó rẻ tiền hơn ạ. Bên em nói không với hàng kém chất lượng nhé. Các bác mua thì alo cho em nhé. Số lượng thì có hạn nhé. Tại vì cây rẻ ghép này, lấy được mắt ghép này cũng không phải dễ dàng đâu ạ. Cây phải 7-8 năm tuổi, chứ cây già quá thì nó là thành cây cỗi nha các bác nhé. Ngoài giống rẻ ghép ra thì em có cả rẻ thực sinh ạ. Giá rẻ thực sinh thì nó rẻ hơn là cây ghép này các bác nhé. Cây ghép này nó phải đắt hơn ạ. Hoa của nó đây ạ, nhiều hoa lắm ạ. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh và like cho em để kênh của em ngày càng phát triển, mang giống mới cho bà con ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Các bác đăng ký kênh và like cho em, chia sẻ cho em nhiều thì cuối năm em sẽ có tặng các bác một sọt cây ạ, theo ý muốn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.